món ngon lắm. Món này có giá, sẽ giá là 5 đồng nhé. Cái này còn là không? Mà chắc nó tầm khoảng 18-19 nghìn mình. Nè. Đây, món này mình không biết là món gì. Mà người ta làm bằng cái bột này, sau đó người ta chiên này. Đây, túi. Rồi, bây giờ mình sang thưởng thức nhé. Rồi, đâu con, đưa cho bố nào. Rồi, cái này có nước chấm gì không? Rồi, bột mì với cái hành chiên. Ăn có vị là gian sai, có vị gia vị gì nữa mà. Đây là 20 块. Nhỏ 10块 cái gì? Nhỏ 20块. Nhỏ 20块 hả? Có gì? À. Có vị gia vị rồi ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn chấm ớt thì bạn nào ăn được ớt thì chấm ớt này. Món ngon lắm. Món này có giá, sẽ giá là 5 đồng nhé. Cái này còn lại không? Mà chắc nó tầm khoảng 18-19 nghìn mình. Nè. Đó. Ăn đi. Ngon à? Có ngon à? Ui. Đó. Đó, đấy là của dân tộc bên này mình. Đây 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 đây. Mình ngồi, mình với chủ quán mình xin ngồi đây luôn, ăn luôn. Mời mình cho 10 đồng. Rồi, này, món này rất là ngon. Bạn đói ăn cái món này thì ngon này. À, rồi, ăn đi con. Nó như kiểu là mình bánh mì nhưng mà nó không khô như bánh mì, nó pha nhiều ấy, nó không khô ăn ngon. Mình thấy cái hàng nó khô như một túi ni lông. Đó, phần ăn ăn ngon lắm bạn ạ. Đây, không biết tại cái gì trên bã bỏ túi nó bọc cho mình để bạn ăn ớt chấm cái này ăn rất ngon. Có một túi nữa nhé, thấy không? Túi nữa. Ngon. Đây cách và tạo bánh trước khi chiên nhé, làm bánh này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Giòn ăn là... Bạn nào biết bánh này là bánh gì thì bình luận bên dưới cho mình biết đây nhá. Nhanh nhau đây, bây giờ mình phải này. Ôi. Ồ, nhớ đến em mà món này chính nhớ nè. Để thái ra xong rồi cho vào túi cho mình. Mình sẽ ăn một phần đấy. Ngon. Để mình ngon một tô ăn. Như kiểu trúng rán đấy, nhìn nhau không phải đâu. Mềm. Quá tuyệt vời. Anh biết nói tiếng Việt không? Anh biết nói tiếng Việt không? Nói tiếng Việt không? Anh biết nói không? Không biết nói à? Cái này gọi là bánh gì? Bánh chỉ. Quá chị ạ. Cho em một một đấy nữa, một túi nữa. Cho em một túi. Ờ, hảo rồi. Cho chị phân à? Quá chị phân. Rồi, món này rất là... Quá chị phân là đấy rồi. Ok. Một phần này là 5 đồng. Rồi. Rồi, ok. Rồi, lại một phần nữa, đặt xuống đi. Ôi mẻ này nó sẽ nóng hơn, mình sẽ ăn thử xem với mẻ nóng mình xem ăn như thế nào nhé. Con cầm đi, con cầm. Cái gì phải cái nóng ăn ngon hơn không ạ? Nóng ăn ngon hơn. Rồi mình lấy 2 suất là 10 đồng đấy. Tiền đôi pháo cũng quá. Bên này đốt pháo thoải mái. Ăn được miếng gì đâu. Wow, mẹ mới. Lấy tiếp đi. Đến đây. À, $5 vậy mà. Bạn nào biết là bánh gì thì bình luận bên dưới nhá. Mình ăn rồi thì mình không biết là bánh gì. Bánh nhỏ chiên chiên. Bánh khoai nhớt đấy. Cá chim à? Con nào? Tôi có 3 người làm. Đó, to nữa ha. Út xuống to rồi. Rồi, bắt đầu thả vào đây. Muốn ăn được chưa? Mình ăn 2 phần mất 10 đồng.
thêm bánh ngon cả hơn. Ở bên này chiên này. Đó. Chiên với lò rất là to để chúng tôi bắt xuống. Xem cách chiên. Đó. Ngon lắm. Tưới cái nước này, tưới cái này thì thảo nào mình ăn thì có vị hơi hơi cay cay. Rồi bây giờ đặt hàng. Vâng vâng vâng, cái này là vâng. Kia này xong. Bên này mình nhìn thấy có một cái máy có đóng cái trà sữa này. Đấy, có cái máy này đóng cho cái hộp ăn trà sữa và đóng về. Biết là nguyên liệu nó làm ở đâu nhưng chưa để ý. Biết là thôi mình xin dừng video tại đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đừng quên đăng ký kênh mình nha. Chào các bạn.